xuất sắc trong cái năm học vừa qua. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Ngô Thời Nghiêm, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2018 quyết định về việc khen thưởng học sinh đạt thành tích trong năm học 2017-2018. Hiệu trưởng trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Ngô Thời Nghiêm căn cứ quy chế tổ chức hoạt động của trường ngoài công lập quy định chức năng quyền hạn của hiệu trưởng nhà trường, căn cứ kết quả học tập thi đua cuối năm học 2017-2018 của học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Ngô Thời Nghiêm, xét đề nghị của hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường quyết định điều 1, công nhận 104 học sinh khối tiểu học đã hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện trong năm học 2017-2018. Trong đó có 58 học sinh tại cơ sở quận 9 và 46 học sinh tại cơ sở Phần Hiêu, quận Gò Vấp. Công nhận 295 học sinh khối trung học cơ sở và trung học phổ thông đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học 2017-2018. Trong đó có 202 học sinh tại cơ sở quận 9 và 39 học sinh tại cơ sở quận Bình Tân và 54 học sinh tại cơ sở Phân Hiệu, quận Gò Vấp. Điều 2, công nhận 161 học sinh khối tiểu học đã đạt thành tích học tập trong năm học 2017-2018. Trong đó có 137 học sinh tại quận 9 và 24 học sinh tại cơ sở Phân Hiệu, Gò Vấp. Công nhận 1.230 học sinh khối trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt danh hiệu học sinh tiên tiến trong năm học 2017-2018. Trong đó có 841 học sinh tại cơ sở quận 9, 157 học sinh tại cơ sở quận Bình Thạnh và 229 học sinh tại quận Gò Vấp theo danh sách học sinh giỏi, học sinh tiên tiến đến kèm. Điều 3, công nhận 67 học sinh khối tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có nhiều tiến bộ trong năm học 2017-2018. Trong đó, học sinh tiểu học tại quận 9 có 5 em, học sinh tại Gò Vấp có 6 học sinh. Khối trung học cơ sở và trung học phổ thông tại quận 9 có 31 em, học sinh tại Bình Thạnh có 13 em, học sinh tại Phân Hiệu, Gò Vấp có 12 em, có tên trong danh sách học sinh có nhiều tiến bộ đến kèm. Điều 4, các học sinh có tên trong danh sách đến kèm tại điều 1, điều 2 của quyết định này được nhà trường tuyên dương, khen thưởng và phát phần thưởng theo quy định. Học sinh có tên tại điều 3 được tặng phần thưởng, các bộ phận ban thi đua khen thưởng, các bộ phận có liên quan trong nhà trường có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký hiệu trưởng Phạm Thị Thúy Vịnh đã ký. Đây là phần quyết định khen thưởng học sinh được khen thưởng. Thầy không thông qua toàn bộ danh sách học sinh khen thưởng, nhưng khi thầy xướng tên tới đâu thì đề nghị là các em lên trên bục danh dự để chúng ta nhận thưởng, để cái buổi lễ phát thưởng chúng ta được nhanh và tiện lợi. Sau đây thầy xin mời các em học sinh khối tiểu học có tên trong danh sách là học sinh xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện. Cũng xin lưu ý, khối tiểu học chúng ta không công nhận danh hiệu học sinh giỏi, và chúng ta chỉ công nhận học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập hoặc là phong trào. Sau đây là phần phát thưởng học sinh hoàn thành xuất sắc các cái nội dung học tập và phong trào. Lớp 1 xin mời em Bùi Ngọc Bảo An. Lớp 11 em Tưởng Nguyên Tường Anh. Lớp 11 em Vũ Lê Hải Vi. Lớp 11 em Đặng Mai Đặng Ngọc Quỳnh. Lớp 11 em Trịnh Bảo Song Thư. Lớp 11 em Ngô Phúc Nguyên An. Lớp 12 em Nguyễn Tường Bắc. Lớp 12 em Trịnh Phúc Y Khoa. Lớp 12 em Nguyễn Hải Nam. Lớp 12 em Nguyễn Ái Bảo Nghi. Lớp 12 em Lê Hạnh Nguyên. Lớp 12 em Bùi Mỹ Quỳnh. Lớp 12 em Lê Ngọc Minh Thư. Lớp 12 em Trần Nguyễn Thục Anh. Lớp 21 em Quách Minh Anh. Lớp 21 em Đỗ Hoàng Anh. Lớp 21
em Nguyễn Bình Châu lớp 21, em Đặng Nguyễn Đặng Bảo Hân lớp 21, em Nguyễn Thanh Thiền lớp 21, em Trần Lê Khải Hoàn lớp 21, em Lý Trần Huy lớp 21, em Nguyễn Trần Anh Khoa lớp 21, em Nguyễn Hà Mộc Lan lớp 21 và em Nguyễn Vũ Minh Thư lớp 21. Đây là những học sinh lớp khối 1 và khối 2 đạt danh hiệu học sinh xuất sắc trong năm học 2017-2018. Xin kính mời thầy Bùi Ngọc Âu là bí thư chi bộ nhà trường và thầy Phan Thế Ngọc, tổ trưởng tổ tiểu học lên trao phần thưởng cho các con. Xin kính mời quý thầy cô ạ. Mời cô Đông ạ, là phó chủ tịch công đoàn nhà trường ạ, thay thầy Ngọc phát thưởng cho các con ạ.
những học sinh xuất sắc của khối lớp 5. Thầy xin mời em lại các em lớp 51, em Trần Nguyễn Tiến Đức lớp 51, em Tống Bùi Ngọc Minh lớp 51, em Đinh Ngọc Anh lớp 52, em Nguyễn Tiến Dũng lớp 52, em Lê Thảo Linh lớp 52, em Trần Tuấn Minh lớp 52, em Trần Đặng Nhật Minh lớp 52, em Nguyễn Đức Khôi Nguyên lớp 52, em Đỗ Ngọc Linh Phương lớp 52 và em Trần Nguyễn Nguyên Khang lớp 52. Xin mời các em ạ. Thầy xin mời học sinh giỏi trong năm học của khối 6 và khối 7. Đầu tiên xin mời em Mai Thế Đức Lương, học sinh lớp 6A1. Em Tạ Hùng Phúc, học sinh lớp 6A1. Em Trần Hải Phước, học sinh lớp 6A1. Em Đỗ Vinh Quân, Huỳnh Đỗ Vinh Quân, lớp 6A1. Em Nguyễn Hoàng Triều Nhiên, em Nguyễn Hoàng Triều Thiên, lớp 6A1. Em Nguyễn Anh Thư, lớp 6A1. Em Bùi Nguyễn Quỳnh Thi, lớp 6A1. Em Nguyễn Quang Tiến, lớp 6A1. Em Đỗ Ngọc Hải Trường, lớp 6A1. Em Huỳnh Nguyễn Phúc Vinh, lớp 6A1. Em Hoàng Nguyễn Nam Anh, lớp 6A1. Em Lê Đức Anh, sinh lớp 6A1. Em Nguyễn Ngọc Mai Chi, lớp 6A2. Em Nguyễn Phương Anh, lớp 6A3. Em Trần Ngọc Bảo Anh, lớp 6A3. Em Trần Trinh Minh Hiền, lớp 6A3. Em Nguyễn Vũ Thảo Linh, lớp 6A3. Em Đỗ Ngọc Trâm Anh, lớp 7A1. Em Đào Phan Đặt Ánh, lớp 7A1. Em Phan Hoàng Hải, lớp 7A1. Em Từ Gia Hân, lớp 7A1. Em Lê Quang Huy, lớp 7A1. Em Phan Giang Khanh, lớp 7A1. Em Phan Toại Khanh, lớp 7A1. Em Nguyễn Hoàng Khánh, lớp 7A1. Em Đỗ Khánh Linh, lớp 7A1. Em Nguyễn Mạnh Đức, lớp 7A1. Em Trần Ngọc Ý Nhi, lớp 7A1. Em Nguyễn Ngọc Bảo Hân, lớp 7A1. Em Nguyễn Hoàng Việt, lớp 7A1. Và em Nguyễn Hoàng Kim, em Hoàng Kim Thanh, lớp 7A1. Và xin trân trọng kính mời bà Đặng Minh Thư, phó ban đại diện cho mẹ học sinh, và bà Nguyễn Thị Hằng, nguồn lớp 13, để phát phần thưởng cho các con. Xin kính mời bà. Thầy Đức cho khối 6 một hàng và khối 7 một hàng, thầy Đức ạ.
9A1, em Phạm Ánh Dương lớp 9A1, em Trần Nguyễn Ngọc Hân lớp 9A1, em Đinh Thúy Hiền lớp 9A1, em Bùi Quốc Khải lớp 9A1, em Đào Nguyễn Anh Khoa lớp 9A1, em Nguyễn Anh Khoa lớp 9A1, em Nguyễn Hữu Lộc lớp 9A1, em Trần Mai Phương lớp 9A1, em Bùi Quốc Quân lớp 9A1, em Nguyễn Phước, Nguyễn Văn Phước Tông lớp 9A1, em Lê Vũ Lê Hưng Thân lớp 9A1, em Nguyễn Anh Tuấn lớp 9A1, em Trương Quang Tùng lớp 9A1, em Nguyễn Thanh, Nguyễn Thị Thanh Phi lớp 9A1, em Lê Anh Vũ lớp 9A1, em Hoàng Trương Yến lớp 9A1, em Soái Cao Dương lớp 9A1, em Nguyễn Minh Đức lớp 9A2, em Trần Kiên lớp 9A2, em Nguyễn Võ Nguyên Thảo lớp 9A2, em Mã Tuấn Trường lớp 9A2, em Đặng Lưu Anh Thư lớp 9A2 và em Nguyễn Quang Huy lớp 9A4 và em Trương Nguyễn Ngọc Trinh lớp 9A4 ạ. Xin mời các em ạ. Xin kính mời thầy Bùi Hồng Âu, bí thư chi bộ nhà trường và bà Vân Nguyễn Thu Trang, phụ huynh học sinh lớp, ban đại diện phụ huynh học sinh lớp 9A1 ạ, lên trao phần thưởng cho các em ạ. Xin kính mời ạ. Các con đứng làm hai hàng để chúng ta có những cái chỗ để chụp hình cho nó đẹp ạ. Xin mời các em về chỗ. Cảm ơn các em. Tiếp theo thầy xin mời học sinh của lớp 10 đã đạt danh hiệu học sinh giỏi trong năm học vừa qua. Thầy xin mời em Lâm Thị Thi Anh lớp 10A1, em Lê Nguyên Bảo lớp 10A1, em Trần Tuấn Trưởng lớp 10A1, em Hoàng Trương Bảo Huy lớp 10A1, em Trần Đàm Hùng lớp 10A1, em Trương Quan Nam Phương lớp 10A1, em Nguyễn Cao Tuấn Kiệt lớp 10A1, em Nguyễn Hữu Luyên lớp 10A1, em Đặng Thị Dương Ngọc lớp 10A1, em Nguyễn Thị Trúc Nguyên lớp 10A1, em Phạm Huỳnh Thái Nguyên lớp 10A1, em Trương Tuệ Nhi lớp 10A1, em Huỳnh Sắc Phú lớp 10A1, em Đỗ Huỳnh Mỹ Tâm lớp 10A1, em Trần